Chào mừng các bác đã quay lại với đèn tutumi của shop Tân Ánh các bác nhé. Shop Tân Ánh đến từ nhà em Tuy Nhiên Bắc Giang. Shop em thì cung cấp đa ngành này, đủ các mặt hàng đấy, từ dụng cụ phụ kiện đồ chơi cho tới dụng cụ làm vườn cho tới vật tư nuôi ong. Dụng cụ đồ chơi thì có những cái đồ như là cho anh em đam mê chơi, đồ PCP, đồ bơm nén khí. Thì hôm nay là em hân hạnh giới thiệu với các bác những cái phụ kiện thay thế cho bơm máy cao áp, bơm máy nén khí nhé. Rất là nhiều các món, nhưng mời các bác theo dõi cụ thể nhé. Đầu tiên nhé là một chiếc lắp nhớt. Cái lắp nhớt này thì đây các bác thấy đây là một chiếc lắp nhớt mới này, nhập về để thay thế. Thế còn những cái vết chảy xước này là khi mà đơn vị vận chuyển nhét trong thùng nhiều quá hay là vận chuyển nó cọ sát nó chảy xước một chút thì các bác cũng thông cảm, không sao nhé. Miễn là nó lành lặn, khi lắp vào là không ra dầu là được, không ra nhớt là được. Đấy, nó là lắp mới đấy. Còn nó bị chảy xước một chút thì các bác thông cảm, hàng này thì cũng không có nhiều đâu, mỗi một lần về được ít thôi. Khi nào có em lại đăng tải, còn các bác cần thì các bác cứ liên hệ, có hàng thì em ship, còn không có hàng thì các bác lại đợi chờ vài hôm nhé. Cái lắp nhớt này thì sẽ đi theo hai miếng, một miếng lắp nhôm và một miếng gioăng cao su. Đấy, miếng gioăng cao su này thì các bác về các bác thả gioăng cao su vào đây. Cái này mà không có gioăng cao su thì là sẽ không kín được đâu nhé. Đấy, cái gioăng cao su này rất là quan trọng ấy. Cái khoảng không này thì nó xiên lỗ này rồi để nhớ dầu nó vẫn chạy trong này, nhớt nó vẫn luồn ở trong này, nhưng mà cái gioăng cao su này nó chèn giữa hai lớp tiếp xúc ấy. Đấy, đây này, như đây là cái lốc máy này thì các bác lắp vào đây thì ở giữa nó có gioăng cao su thì nhớt nó mới không ra được nhá, nó mới kín được đó. Thì em có lắp nhớt để thay thế này. Cái này là các bác sơ ý một chút mà không tháo cái lỗ thở ra này là rất hay bị vỡ, hay bị nổ cái này. Hoặc là trong quá trình vận chuyển hay là các bác vô tình rơi cái gì vào đây nó cũng dễ vỡ lắm. Thì đã có cái này để cho các bác thay thế nhé. Lắp nhớt này. Và em có nguyên cả cái lốc máy. Nguyên cả cái lốc máy luôn. Một số các bác tháo ra sửa chữa nhiều lần thì nó bị hỏng gen, mất gen. Hoặc là bị vỡ nứt cái lốc máy này. Thì bên em có cả cái lốc máy khác để thay thế cho các bác nhé. Chất liệu bằng nhôm này. Về quy cách thì nó chuẩn chính xác số đo rồi. Các bác lắp mua về lắp là sẽ vừa in luôn nhé. Cái lắp này thì sẽ có sẵn phốt cho mình luôn. Có sẵn phốt ở cái trục cơ cho mình luôn này. Đấy. Thì các bác về chuẩn bị đóng vào đây, đóng bi, đây là cái áo bi này là chạy được luôn nhá. Đấy, cái lắp nhớt. Đó, lắp nhớt cho các bác nhá. Rồi. Tiếp theo nữa là cái trục máy, trục khuỷu của máy nhá. Trục khuỷu của máy cái này để mắt vào trục cơ ấy, mắt vào trục cơ. Cái này em đựng trong túi bóng này vì có dầu bôi trơn. Có dầu bôi trơn để tránh nó bị han rỉ nhá. Thì cái này là cái ắc biên. Khi các bác bắt vào trục rồi nó thò lên cái này thì các bác móc cái tay biên này vào. Nó là cái ác biên nhá. Đấy. Thế tiếp theo đây là em có cả tay biên để thay thế này. Tay biên để thay thế này. Nhớ tay biên thay thế. Có quả hơi. Có quả bít tông. Quả bít tông. Quả bít tông thì sẽ có sẵn xi măng luôn. Hay các bác ở khu vực miền trong thì gọi là bạc đấy. Có sẵn cả bạc luôn. Cả bít tông cả bạc đi theo luôn nhá. Đấy. Bít tông thay thế. Rồi ti. Ti thì em có ti đồng loại 3 phốt của con hổ này. Ti nhôm 1 phốt của con hổ luôn này. Và ti của dòng si nữa. Đây cái ti dòng si thì em cất mất rồi. Ti của bơm dòng si, bơm máy dòng si nữa. Rồi phốt thay thế của bơm máy dòng si. Rồi phụ kiện. Đây gói phụ kiện thay thế của bơm máy con hổ. Trong này nó có mấy cái phốt để các bác thay ấy. Cái 1 phốt đấy nhá. Đấy, gói phụ kiện của máy con hổ này. Và đặc biệt em có thêm cái lắp này nữa. Cái lắp này là lắp phía trên đầu bò của bơm máy con hổ nhá. Đấy, lắp phía trên đầu bò con hổ, lắp zin như này các bác nhá. Đấy, đây là lắp zin này. Đó, lắp zin này. Cái này là sẽ lắp vào đầu bò zin, đầu bò nguyên bản của con hổ. Đầu bò nguyên bản của hổ có hai cái tai ốc này để lắp vào cái ống dẫn đấy, chứ không phải lắp vào đầu bò đa năng các bác nhá. Lắp vào đầu bò nguyên bản của bơm máy cao áp con hổ. Đấy, các bác lưu ý kỹ giúp em nhá. Đây, lắp vào đầu bò nguyên bản của bơm máy con hổ nhá. Đó. Đây em có cái lắp này. Cái lắp này thì đã có sẵn cho mình cái lông đen rồi. Sẵn lông đen nó mỏng ở dưới rồi này. Lông đen rồi nhá. Rồi, em có cái ống thở nữa. Cái ống thở này rất là quan trọng đấy. Ống thở này là để mình xoáy lên cái lắp nhớt này này. Để khi hơi ở trong khi chạy hơi ở trong máy nó có lỗ thoát ra. Thế là các bác mà không lắp ống thở này là phá bí quá, nó phá vỡ cái lốc máy này nhé. Rồi rất nhiều các phụ kiện thay thế khác cho bơm máy cao áp.
Các bác cần món gì thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại mà em ghi trong màn hình nhé. Hàng thì ship đi toàn quốc và luôn luôn cho các bác xem và kiểm tra trước khi nhận hàng. Các bác hoàn toàn yên tâm không bao giờ gặp cái tình trạng bị lừa đảo nhé. Đấy, còn các bác nào mà mua hàng của bên em lâu uy tín rồi thì các bác cứ chuyển khoản trước thì sẽ có cái giá ưu đãi hơn. Còn không thì em cứ ship hàng thu tiền. Những cái hàng này cơ bản là ship COD. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng. Đúng mặt hàng mình đặt không có nhầm lẫn gì thì là các bác thanh toán tiền cho người giao hàng nhé. Rồi em xin cảm ơn các bác. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé. Đầy đủ các phụ kiện thay thế của bơm máy cao áp con hổ và bơm máy cao áp dòng xi. Thế ngoài đây là những cái phụ kiện nhỏ thôi. Ngoài ra em còn có cả những cái bộ hơi, bộ đầu bò để em sẽ giới thiệu cho các bác ở những cái clip sau. Rồi, xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video clip sau nhé. Xin chào, chúc các bác nhiều sức khỏe và thành công.